À, xin kính chào quý vị và các anh chị. Chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những cái thông tin về thị trường bất động sản trong cái ngày mới ngày hôm nay nha, thưa quý anh chị. Và trong cái thị trường bất động sản ngày hôm nay thì Tùng thấy một số cái thông tin cũng khá là đặc biệt hay và Tùng muốn cập nhật với quý anh chị. Đó là về thứ nhất là về bong bóng bất động sản lớn thứ nhì toàn cầu bắt đầu xẹp. Bất động sản Canada thị trường nguy cơ bong bóng cao thứ hai thế giới đang hạ nhiệt khi doanh số nhà ở Canada đã giảm tháng thứ hai liên tiếp. Dữ liệu của Hiệp hội Bất động sản Canada công bố hôm thứ ba cho thấy mức giảm trong tháng 5 là 7,4% sau khoảng 11% trong tháng 4. Giá nhà vẫn tăng khoảng 1% do lượng cung nhà mới giảm, nhưng đây là mức tăng chậm nhất kể từ tháng 6 năm ngoái. Thì các cái vấn đề này thì thường là đối với một những cái thị trường bất động sản mà có cái sự tăng trưởng quá nhanh, quá nóng thì chắc chắn một việc rằng là cái sự điều chỉnh của thị trường là điều đương nhiên. Không chỉ riêng với thị trường bất động sản và với tất cả các thị trường khác như vàng hay chứng khoán hay thậm chí là thị trường crypto đều có cái vấn đề chung này cả. Nhưng chỉ riêng với thị trường bất động sản thì thường cái khả năng về cái sự điều chỉnh của nó thì không có quá nhiều, và đặc biệt là thị trường Việt Nam của chúng ta thì cái việc mà cái bất động sản mà nó bị giảm giá xuống ấy, thì thường rất là ít, giảm chỉ khoảng cỡ từ 5 cho đến 10% mà thôi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến một số cái thông tin là nhà phố xây sẵn leo thang. Đấy thì đối với cái việc mà cái này Tùng đã cập nhật với anh chị trong ngày hôm qua rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với cái thông tin là FLC sẽ hợp tác với NCV tại dự án tại Kon Tum. Thì đối với khu vực này, khu vực mà vùng trũng về bất động sản của chúng ta là những cái khu vực nào trong suốt những năm vừa qua thì nó đã phát triển về Hà Nội, Sài Gòn, miền Đông Nam Bộ. Vậy thì những cái vùng mà nó còn đang làm tầm thấp ấy, nó sẽ là các khu vực trung trung bộ, ví dụ như là các khu vực như là Quảng Bình này, rồi Quảng Ngãi này, rồi Phú Yên này. Đấy là những cái thị trường, những cái vùng ở miền Trung. Và đặc biệt miền Trung thì chúng ta sẽ còn có cái thị trường là Quy Nhơn và thị trường Tây Nguyên, đó chính là thị trường Kon Tum. Thì trong những năm vừa qua thì riêng cái thị trường Tây Nguyên thì nó đã phát triển rất là mạnh về cái khu vực Đà Lạt, Lâm Đồng, thì Bảo Lộc, Đà Lạt, đó là cái thị trường mạnh, phát triển mạnh. Còn những cái khu vực mà sẽ phát triển tiếp theo đây có thể sẽ là, đầu tiên chúng ta sẽ nói về Buôn Ma Thuột, thủ phủ của Tây Nguyên, cộng với khu vực kế bên nó sẽ là các khu vực nào ạ? Đắk Nông này, khu vực Gia Lai và Kon Tum. Và trong toàn bộ các khu vực đó thì Gia Lai và Kon Tum sẽ là cái nơi mà có cái lợi thế hơn hết. Bởi vì sao? Bởi vì ở Gia Lai và Kon Tum đang có cái nhiệt độ tương tự với Đà Lạt, và đặc biệt là ở Gia Lai chúng ta có sân bay Pleiku. Và về ngay gần với Đà Lạt, với Kon Tum thì chúng ta có ai ạ? Chúng ta sẽ có khu vực như ở Quy Nhơn, Bình Định là một cái khu vực bãi biển rất là đẹp, và cái giá trị bất động sản ở tại khu vực Quy Nhơn theo Tùng đánh giá hiện tại bây giờ còn khá là tốt để chúng ta có thể đầu tư được. Và Quy Nhơn được phát triển, định hướng phát triển tương tự như Đà Nẵng của chúng ta. Vậy thì tương lai chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái thành phố về biển, phát triển về du lịch biển cũng như là kinh tế biển, về kinh tế các khu công nghiệp như ví dụ như là Quy Nhơn. Thì gần ngay với đó chúng ta sẽ có khu vực Gia Lai và khu vực Kon Tum sẽ trở thành một cái Đà Lạt thứ hai của Việt Nam chúng ta. Thì cái việc mà cái tập đoàn FLC thì họ luôn luôn đi xa hơn thị trường, họ luôn đi theo cái hướng gọi là họ đi theo những cái vùng ven, những cái vùng mà về trũng về bất động sản để họ phát triển. Và cái đây là cái chiến lược của họ trong suốt những hàng bao nhiêu năm nay. Và tất nhiên là các thị trường như Kon Tum, Gia Lai hay là Đắk Nông, những cái khu vực vùng trũng về bất động sản họ cũng không thể nào họ bỏ qua được. Thì đây là những cái hướng đi trước ban đầu của cái chủ đầu tư lớn để họ xí đất trước, nghĩa là họ xin đất trước, họ mua được những cái miếng đất rẻ nhất để sau này họ có tầm nhìn từ 10 năm cho đến 20 năm. Thì riêng đối với những cái thị trường như Kon Tum này thì ít nhất phải tầm 10 năm, còn nếu không thì phải khoảng từ 20 năm mới có thể phát triển cái khu vực này được, bởi vì nó sẽ phải đi song song với khu vực Quy Nhơn phát triển trước và sau đó là kéo theo khu vực Gia Lai và Kon Tum sẽ phát triển theo, bởi vì kết nối giao thông ở khu vực này khá là thuận tiện. Và khi chúng ta có một cái nền kinh tế du lịch biển rất là mạnh như Quy Nhơn
thì chắc chắn nó sẽ kéo theo một cái du lịch về nghỉ dưỡng, du lịch về miền núi tại khu vực Gia Lai và Kon Tum với cái miền nhiệt rất là tốt như vậy. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái thông tin này cũng khá là hay, thưa quý anh chị. Đất thổ cư, miếng ngon chẳng bao giờ lỗi vị. Nghĩa là sao ạ? Theo ông bà chúng ta đang nói là bất động sản thì đất nền là vua, thì luôn luôn là như vậy, thưa quý anh chị. Dù thị trường bất động sản có biến động thì đất nền thổ cư luôn được các nhà đầu tư ưu ái lựa chọn trở thành hạng mục quan trọng trong giò hàng sinh lời. Nhà đầu tư miệt mài săn đất thổ cư. Thế thì đây là những cái thông tin, ví dụ như bất chấp những ngày Hà Nội ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ông Nguyễn Quang Minh, Gia Lâm, Hà Nội cùng những người cộng sự vẫn miệt mài thăm dò thị trường và tìm kiếm quỹ đất thổ cư mới. Nhà đầu tư này cho rằng đây chính là thời điểm để kiếm quỹ đất đẹp, giá rẻ để chuẩn bị cho chiến dịch bung hàng thị trường sôi động trở lại. Là một người có hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư bất động sản từ kinh doanh từng kinh qua hàng loạt các sản phẩm như đất thổ cư, nhà biệt thự, shop house, đất nền dự án, nhưng trong giỏ hàng của chủ đầu tư của ông họ giỏ hàng đầu tư của ông Minh không thể thiếu đất thổ cư. Vâng, thì đây chính là một cái hướng rất là hay của các nhà đầu tư nhỏ lẻ và những nhà đầu tư mới. Thì thường các anh chị sẽ quan tâm đến các loại bất động sản thổ cư có diện tích khoảng cỡ vài trăm mét vuông cho đến khoảng cỡ một vài ngàn mét vuông, và cái mục tiêu của các anh chị đó là phân lô tách nền để có thể chia nhỏ các cái nền đất ra để anh chị có thể bán, hoặc là đối với những nhà đầu tư nhỏ thì chỉ mua những đất nền nhỏ để chúng ta có thể sinh lời, vì bởi vì luôn luôn đất nền là vua như thưa quý anh chị. Thì xưa giờ rồi về cái tỷ suất sinh lời ấy, thì đất nền luôn luôn đạt được cái tỷ suất sinh lời cao nhất trong các loại bất động sản. Riêng nhà phố shop house thì luôn cũng tùy các dự án, tùy từ dự án, có những cái dự án mang lại cái lợi nhuận cao hơn so với đất nền, nhưng mà không, nếu như so mặt bằng chung á thì đất nền vẫn luôn luôn là cái thị trường có thể nói là mang lại cái nhiều lợi nhuận nhất cho nhà đầu tư. Nhưng mà tùy về cái quan điểm đầu tư của mỗi người, bởi vì đối với đầu tư đất nền thì nó chỉ là đầu cơ thôi nha quý anh chị, chứ nó không mang lại cái nhiều cái giá trị gì cả. Đặc biệt là nếu như anh chị mà phân lô tách nền ra, thật ra thì nó cũng không mang lại cái giá trị gì cho xã hội, mà như đối với những cái loại như đầu tư căn hộ hay nhà đầu tư nhà nhà liền thổ thì nó sẽ ok hơn. Rồi cái cuối cùng mà tôi muốn cập nhật với các anh chị trong ngày hôm nay đó là các loại thuế cần đóng khi kinh doanh nhà trọ theo quy định mới. Thì đối với những anh chị có những quỹ đất tại trung tâm hoặc là những quỹ đất tại khu vực vùng ven, thì chắc chắn là cái việc mà sử dụng cái quỹ đất đấy để phát triển các khu nhà trọ bình dân tại khu vùng ven và những khu nhà trọ cao cấp nằm tại trung tâm thì luôn luôn là một cái hướng để kinh doanh bất động sản dòng tiền rất là tốt trong rất nhiều năm vừa qua. Và đặc biệt nếu như anh chị mà ở Sài Gòn, anh chị cứ đi qua khu vực quận 7, Tùng thấy khu vực đó, quận 7 này, Bình Thạnh này, là những cái khu vực mà phát triển về bất động sản căn hộ mini, những cái loại bất động sản căn phòng trọ cao cấp rất là phát triển luôn. Và các cái khu vực vùng ven phía ngoài thì nó sẽ phát triển nhiều cái dòng bất động sản này hơn. Thì theo quy định của nhà nước ấy, thì hiện tại chúng ta sẽ có một số cái đề xuất mà hoạt động về những một số cái loại thuế mà anh chị sẽ cần phải đóng trong thời gian sắp tới khi anh chị kinh doanh nhà trọ. Thì cái này sẽ rất là quan trọng, rất là cần thiết khi chúng ta đưa vào cái hoạch toán về kinh doanh nhà trọ, thì chúng ta sẽ cần phải biết những cái loại thuế nào chúng ta sẽ cần phải đóng. Thì đối với các cái loại thuế mà chúng ta sẽ cần phải đóng, đây đầu tiên là thuế môn bài. Đấy, thuế môn bài này thì khá là nhẹ thôi, nó sẽ dao động nhanh. Đối với hộ cá nhân, hộ gia đình có doanh thu từ trên 500 triệu đồng một năm thì chúng ta sẽ đóng 1 triệu đồng một năm cho thuế môn bài. Từ 300 triệu đến 500 triệu thì chúng ta sẽ đóng 500 ngàn, và từ 100 đến 300 triệu đồng thì chúng ta sẽ đóng 300 ngàn. Vậy thì dưới 100 triệu thì chúng ta không phải đóng. Thế thì thuế, đây là thuế về thuế môn bài. Tiếp theo là thuế giá trị gia tăng. Thì thuế giá trị gia tăng thì tất nhiên là nó sẽ có tỷ lệ là 5% trên cái doanh thu. Thì đây nó sẽ tạo ra một cái vấn đề là cái thuế giá trị gia tăng này thì nó sẽ đánh vào ai ạ? Đánh vào những người thuê phòng trọ là chính thôi.
còn đỡ các thuế như thuế môn bài hay thuế thu nhập cá nhân sẽ đánh vào cái người người chủ phòng trọ thôi. Còn cái đối với cái thuế giá trị gia tăng này thì nó sẽ, nếu như mà nhà nước lấy vào thì chắc chắn là chủ nhà trọ họ sẽ phải tính vào cái giá thành cho thuê căn phòng trọ sẽ cộng thêm 5% vào nữa. Thì cái này nó sẽ làm cho sao ạ? Những cái người mà nghèo thì lại càng phải gánh thêm cái phần thuế nữa. Rồi tiếp theo là thuế thu nhập cá nhân thì nó sẽ tính theo là một là theo cái nó sẽ tính theo khoảng cỡ 2% năm dịch vụ xây dựng không bao thầu vật liệu thì khoảng 2%, nhưng mà đối với các hoạt động cho thuê tài sản này, bảo hiểm, đại lý, xổ số thì nó sẽ là 5%. Nghĩa là chúng ta sẽ có 5% này cộng với 5% VAT này thì chúng ta sẽ có mất đâu đó khoảng cỡ 10% thuế nha thưa quý anh chị, cộng với môn bài thì nó không không có đáng quan tâm lắm. Đấy thì tổng số lượng thuế chúng ta sẽ phải đóng cho cái phần thuế kinh doanh nhà trọ là khoảng cỡ 10% trên doanh thu chứ không phải trên lợi nhuận nha thưa quý anh chị. Thì chúng ta phải lưu ý những cái thông tin này. Rồi đây là những cái thông tin điểm tin của Tùng trong ngày mới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi và nhớ đăng ký kênh của Tùng để nhận được thêm những video mới trong thời gian sắp tới nha thưa quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị.